Tập 48. Tất cả mọi chuyện đều chấp nhận, nhường mình, nhìn mình, cùng với mình đi tới cuối cuộc đời. Thì đó chính là người yêu thương mình thật lòng. Nhưng tôi biết người đó không phải là anh. Em yêu à, tại sao em lại nói như vậy? Tuy là trước đây anh thích ong bướm trăng hoa, nhưng bây giờ nhìn thấy em như vậy á, anh cảm thấy rất đau lòng. Xin em hãy cho anh có được cơ hội để anh bù đắp lại cho em. Anh thật sự đồng ý ở bên tôi suốt đời. Em yêu à, em nhìn bằng ánh mắt như vậy anh sẽ ngại lắm đó. Em có mỏi cổ không? Anh đấm bóp cho nha ha. Anh chăm sóc tôi như vậy vốn là làm tròn bổn phận của một người chồng. Chúng ta lấy nhau chưa được nửa năm thì tôi đổ bệnh. Đây là một thử thách với anh. Chắc anh đã nợ tôi. Tôi nghĩ nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không phải là tệ. Em yêu à, nếu cứ tiếp tục như thế này em sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Anh thật sự mong muốn tôi khỏe lại sao? Đương nhiên là vậy rồi. Em yêu à, cũng không biết là dạo này công ty làm mít lòng ai mà bị hãm hại, làm cho nhiều chi phiếu không có khả năng chi trả. Thậm chí anh nghi ngờ người đang ngấm ngầm hãm hại chúng ta chính là Lâm Thanh Vân, chồng cũ em đó. Có chuyện đó à? Đúng vậy. Trước đây anh ta có tới tìm anh với mục đích là muốn đuổi anh đi khỏi, để anh ta giành lại công ty và giành lại em nữa. Không biết từ khi nào mà tôi trở nên có giá vậy. Em yêu à, chỉ cần em chịu giao lại tất cả bất động sản và động sản cùng một nửa quyền lực của công ty cho anh nắm giữ, giao lại công ty này cho anh quản lý hoàn toàn. Em yên tâm đi, anh bảo đảm anh sẽ chăm sóc em suốt đời. Tôi mới giao công ty cho anh không được bao lâu mà anh đã làm rối tung lên hết. Nếu tôi giao lại toàn bộ công ty cho anh, chắc anh sẽ sập tiệm luôn. Thu Nguyệt à, em... Hay là như vậy đi, toàn bộ quyền quản lý công ty và cả cổ phần tất cả giao lại hết cho anh Thanh Vân để anh quản lý. Dù sao thì anh cũng không có chuyên ngành kinh tế, tôi cũng sẽ đưa anh một khoản tiền để anh đi tiêu dao khắp nơi. Lại Thu Nguyệt, em đang nói cái gì vậy hả? Chẳng phải anh mới vừa nói là muốn cùng tôi làm lại từ đầu sao? Vậy mà tôi mới nói vài câu anh đã trở mặt. Anh đã để người ta thấy rõ bộ mặt rồi. Được thôi. Lại Thu Nguyệt à, vậy là từ nãy cho tới giờ cô đang giở trò với tôi, đang diễn kịch với tôi à? Người diễn kịch chính là anh. Từ đầu tới cuối anh tiếp cận tôi chỉ vì tiền. Anh biết tôi đau lòng cỡ nào không? Anh đừng ở đó tráo trở lật mặt nữa. Tôi đã bàn bạc với cô rất đàng hoàng. Chẳng lẽ cô cứ muốn làm cho lớn chuyện lên rồi mới chịu buông tay? Anh nói như vậy là không đúng rồi. Người nên buông tay chính là anh. Hãy mau giao lại công ty cho Thanh Vân mới không bị anh làm tiêu tan. Thanh Vân, Lâm Thanh Vân có tư cách gì chứ? Rốt cuộc là cô có chịu ký hay không đi? Bây giờ cô có chịu ký không? Trương Kỳ Phu, anh muốn làm gì hả? Mẹ Lâm Chí Văn, tôi nói cậu nghe, tôi đã hết lòng hết dạ, đã hầm súp để bồi bổ cho mẹ của cậu, thậm chí tôi còn đấm bóp nữa. Mà như vậy thì thật đúng là lòng tốt bị ác báo. Đừng có đạo đức giả nữa. Mẹ của tôi tự biết chăm sóc. Ra ngoài. Khoan đã, ngày mai tôi có mời mọi người tới nhà ăn cơm, nên anh không cần tới công ty. Rốt cuộc có chuyện gì? Anh không cần hỏi nhiều, ngày mai anh sẽ biết thôi. Alo. Ờ, phải. Ồ, làm tiệc hả?
Xin hỏi là cần một bàn bao nhiêu tiền vậy? Cần tất cả mấy bàn? Được rồi cho tôi biết địa chỉ trước nha. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tôi sẽ tới đúng giờ mà. Rồi. Ấy trời ơi. Ê, sư phụ, lúc nãy con mới nghe có ai gọi điện tới đặt bàn có đúng không vậy? Đặt mấy bàn gì hả? Có phải là tiệc cưới không thầy? Chắc chắn rất nhiều bàn đúng không? Sư phụ, từ xưa tới giờ con chưa từng làm tiệc nào đông người. Được rồi, con nhất định sẽ cố gắng hết sức mà. Khá lắm, rất có tâm đó. Con biết lần này họ đặt mấy bàn không hả? Mấy bàn vậy? Một bàn. Hả? Sao chỉ có một bàn thôi vậy? Sư phụ, con cứ tưởng là nhiều lắm, chỉ có một bàn, kêu họ tự làm là được rồi. Kêu họ tới quán cho xong đi, sao bắt cả quán chúng ta tới đó chứ? Chỉ có một bàn thôi à, phải đem theo bao nhiêu là đồ, có biết nhà sao? Cậu cần nhận đủ chưa? Cậu phải biết là những người làm nghề của chúng ta dù là một người cũng là khách, dù có 100 người thì cũng là khách. Nghề phục vụ là vậy đó, có cơ hội kiếm tiền thì phải ráng mà làm, để phòng khi trái gió trở trời, có biết chưa? Còn nhớ lúc trước đây khi tôi còn là học trò, chuyện làm ăn của thầy tôi cũng không khá, đôi khi cả tháng không nhận được một cái hợp đồng nào hết trơn. Vậy thì làm sao sống? Hai thầy trò tôi đói muốn chết luôn, nửa đêm không biết phải làm sao, thầy trò bèn lén la lén lút mở vòi nước máy uống nước coi có đỡ đói không. Vậy mà đôi khi còn xui xẻo hơn, lại bị cúp nước luôn. Lúc đó hai thầy trò chúng tôi nước cũng không có mà uống, thầy nhìn trò, trò nhìn thầy, nhìn nhau mà nước mắt cứ tuôn trào. Cho nên hai cái đứa nhóc này mỗi lần kể chuyện để dạy nó là nó chuồn mất tiêu. Thanh Vân à. Hôm nay anh tới vì Mỹ Phụng có đúng không? Thật ra thì thầy cũng nói cho tôi nghe về chuyện của anh. Bà của tôi cũng thiệt là đó là vì thầy quan tâm tới chuyện tình cảm của anh. Và hơn nữa, bản thân của Mỹ Phụng là một cô gái rất tốt, lại là em nuôi của anh, thì có gì đâu mà anh ngại chứ. Nè, được rồi, chúng ta vô trong tìm Mỹ Phụng đi. Mỹ Phụng! Măng Ninh à, tôi nghĩ chắc là Mỹ Phụng đang rất là bận rộn, tôi không nên làm phiền đâu. Thôi tôi đi về đi. Được rồi. Ủa, Thanh Vân hả? Anh tới tìm tôi phải không? Anh ngồi đi. Được rồi. Thanh Vân, sao lại tới giờ này? Có chuyện gì không anh? Tôi tới đi coi thử em đã kiên trì với lý tưởng của mình ra sao rồi. Coi thử em đã tìm thấy niềm hăng say đối với công việc thế nào đây. Và tới đi coi thử em tìm được hạnh phúc và giá trị của cuộc đời mình ra sao. Mỹ Phụng à, bây giờ nhìn thấy em như vậy, tôi thực sự thấy rất mừng cho em. Thanh Vân, còn nhớ trước đây anh từng nói với tôi, trong lúc phấn đấu cho sự nghiệp, phải nâng cao giá trị của bản thân ở công ty, để tất cả mọi người không ai thay thế được vị trí của mình. Như vậy mới là thành công, đúng không? Không hề sai. Bây giờ khi nhìn thấy được em đã có kế hoạch về tương lai của mình như vậy rồi, tôi tin rằng sớm muộn cũng có một ngày em sẽ đạt được mục tiêu mà thôi. Thanh Vân, cảm ơn anh. Nếu như không gặp được anh, tôi cũng không học được nhiều như vậy đâu. Là sao em lại nói như vậy? Em là một người có trí tuệ, rất chịu khó, ham học hỏi nữa. Em sẽ rất dễ thành công trong công việc. Chỉ có điều không có môi trường để bồi dưỡng. Nếu không thì thành tựu của em bây giờ không phải chỉ có như vậy đâu. Tôi nói thật lòng mà. Nếu không có anh và ba nuôi đã hết lòng giúp đỡ tôi, cho tôi có được mục tiêu sống, thì tôi không thể nào đi tới đây được. Có điều tôi không mong muốn anh tiếp tục làm như vậy nữa. Lý do gì sao? Đủ lông cánh rồi, muốn bay có phải không? Không phải vậy đâu. Tôi muốn được tự lực, vì chỉ có dựa vào bản thân tôi mới có thể trải nghiệm, thưởng thức quá trình của thành công. Mỹ Phụng, tôi cũng tin rằng sớm muộn sẽ có một ngày em sẽ làm được điều này. Có điều là... Có chuyện gì sao? Tôi mong có một ngày trong tương lai mình có thể đứng ở xa nhìn em vượt lên trên đỉnh cao. Và tốt nhất là tôi không nhận em và cũng không tới gặp mặt em. Tại sao vậy?
Vì khi được nhìn thấy em thành công, đạt được ước mơ của mình rồi, như vậy là tôi mãn nguyện lắm. Em cười cái gì vậy? Anh mong tôi leo lên được cao hơn. Nhưng mà tôi có khả năng đó không? Mệt lắm đó. Tôi vẫn luôn nói với chính mình là phải tự tin vào bản thân. Tôi không có chỗ dựa, chỉ biết dựa vào bản thân. Tôi không có Giang Sơn, nhưng tôi có thể tạo dựng Giang Sơn. Em đã có sự giác ngộ và chí khí, cho nên tôi cũng cảm thấy rất hãnh diện và mừng cho em lắm. Mỹ Phụ, tôi tin rằng em đã nói được thì sẽ làm được. Yên tâm đi, tôi sẽ luôn luôn kề vai sát cánh với em. Thanh Vân, xin lỗi làm phiền hai người một chút. Mỹ Phụng, có khách đang tìm cô kìa, mau đi đi. Thanh Vân, có khách VIP chờ tôi ngoài kia, cho nên... Ê, Mỹ Phụng à, hôm nay em không nghỉ phép được sao? Có chuyện gì sao? Thu Nguyệt mời A Thủy Sư tới nhà để ăn cơm, nên cô ấy muốn mời mọi người tới chung vui luôn. Nhưng tôi không thể nghỉ phép được. Hay là nhờ anh nói lại giùm tôi một tiếng, bữa khác tôi sẽ tới thăm chị ấy. Anh nhớ chăm sóc chị ấy chu đáo. Thôi được rồi, vậy thì em lo công việc của mình đi. Xin lỗi nha. Không phải là khoe khoang, không phải che cái xấu. Lúc còn nhỏ, khi tôi còn là học trò, vào mỗi dịp lễ lớn 60 năm một lần, nhà nhà ai cũng mở tiệc tưng bừng, bàn được bày chật kín ở đầu làng. Không phải chỉ có mấy trăm bàn đâu, mà là mấy ngàn bàn. Vậy sao? Cả một con đường á hả? Bàn xếp lớp, xếp lớp, xếp lớp, xếp lớp, người đông nghẹt luôn. Wow. Nếu như muốn đi chen ngang qua hả, không phải dễ dàng đâu nghe, mà phải chen thấy mồm mới qua được luôn đó, biết chưa? Tất cả thiện nam tín nữ, tín đồ đại đức, mọi người đều ăn chay suốt cả một tháng, rồi sau đó giết heo để tế thần. Ôi, lúc đó hoàn cảnh cả nước rất phồn vinh, nên mới có câu là tiền Đài Loan ngập bước chân. Nên nghề chuẩn bị tiệc của tôi cũng bắt đầu từ thời đó đó, hay còn biết chưa? Anh nói em nghe nha, chắc là thầy đã bị chuyện ra đó. A Hỷ đã từng tuổi này rồi, nhưng mà từ xưa tới giờ hả, vẫn chưa nhìn thấy ngày lễ tế thần nào hết trơn. Anh Hỷ, em nghĩ là thời đại của sư phụ và thời đại của chúng ta sẽ khác nhau. Hơn nữa, từ nhỏ sư phụ của mình đã vừa đi làm lại vừa đi học, nên em nghĩ có thể sư phụ đã nói không sai đâu. Thôi em làm ơn đi ha, ăn chay suốt một tháng, sau đó giết heo giết cừu để tế thần. Đúng rồi, đừng có nói người chen đông đúc, giống như là cô phim hoạt hình vậy. Ê, em nghĩ á, như vậy mới có câu là người Đài Loan rất hiếu khách và thân thiện. Dừng. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Bộ hai đứa con bỏ quên cặp mắt của mình ở nhà rồi hay sao vậy hả? Mau lấy địa chỉ ra coi coi đã tới chưa. Dạ. Đi hoài chưa thấy tới vậy. Đúng rồi đó sư phụ, chỗ này nè. Có chắc chắn không đó? Chắc mà. Nếu chắc rồi thì bấm chuông đi. Dạ. Nè, anh bạn kia, đừng có bấm nữa, chuông nhà tôi muốn hư rồi kìa. Xin lỗi. Xin hỏi ai đây? Mấy người là... Nhà anh kêu tới dọn tiệc. Dọn tiệc? Xin lỗi, chắc mấy người đi làm rồi, ở đây không có tổ chức tiệc gì hết. Hả? Thủy sư, vô nhà đi. Đó. Thấy chưa, tôi nói mà anh không chịu tin. Thưa chủ tịch, tôi nghĩ hai người nên bàn bạc với nhau cho kỹ lại đi nghe. Thống nhất coi buổi tiệc này hôm nay nên làm hay là không nên làm. Thủy sư đương nhiên phải làm rồi. Bây giờ em không được khỏe lắm, trong nhà cũng chỉ có anh và em thôi, có cần phải mời họ tới giúp hay không? Anh không cần lo lắng nhiều, cứ chờ ăn cơm đi. Anh là chồng em mà, anh cũng là chủ của căn nhà này. Anh không muốn có người lạ cứ vô ra ra nhà mình. Đây là quyền của anh, chẳng lẽ cũng không được sao? Anh đó. Anh nói không đúng hả?
Nói nãy giờ, hóa ra anh chàng này chính là người mà cha con Thanh Vân đã nói, chính là tên Jeff ăn bám. Nếu vậy thì thưa anh, tuy rằng hai chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng mà chúng tôi và chủ tịch đây đã quen biết nhau rất lâu rồi. Người ta có câu nói là người thương yêu vợ chính là đại trượng phu, cưới vợ về rồi thì phải biết nâng niu chiều chuộng. Chỉ nhìn gương mặt của anh thôi là tôi biết liền, nam nhi đại trượng phu không thể sai vào đâu được. Tôi biết chắc chắn anh sẽ chiều theo ý vợ mình, luôn làm bà xã hài lòng. Bà xã anh muốn làm gì anh cũng đều làm theo, tôi nói vậy có đúng không nè? Hay. Nói tiếp đi. Còn nữa nè, theo như tôi được biết, toàn bộ đất đai và cả nhà cửa, tiền, tài sản, một phần là của hồi môn của bà chủ tịch đây, một phần là do bà và chồng trước cùng nhau phấn đấu gian nan vất vả mới có được như ngày hôm nay. Người chồng trước của cổ đã rất có tình có nghĩa như vậy là đã rất đáng ngưỡng mộ rồi. Anh là người chồng thời gian sau này chắc chắn càng đáng ngưỡng mộ hơn, có phải không? Cho nên nhất định anh sẽ có lòng độ lượng, đồng ý cho chúng tôi làm tiệc để bà xã anh được thưởng thức một bữa tiệc vui vẻ. Tôi nói vậy có đúng không, Nam Nhi đại trưởng phu? Anh nói vậy cũng phải. Được rồi, mấy người cứ chuẩn bị đi, rồi mau về sớm ha. Cảm ơn nhiều. Nghĩ mình là ai chứ? Làm ơn đi, chỉ là một tên vô dụng chỉ biết ăn bám người khác thôi à, mà còn ở đó quên quan cái gì chứ, thiệt là. Kẻ chỉ biết ăn bám phụ nữ như vậy, em coi thường vô cùng. Coi thường là đúng. Làm cái gì vậy chứ? Kêu hai người tới để chuẩn bị tiệc đâu phải là tới nhiều chuyện hả? Tránh qua. Thưa chủ tịch, rất xin lỗi, do tôi không biết dạy học trò nên mới để tụi nó ăn nói lung tung vậy. Tôi xin thay mặt nói là xin lỗi. Đừng ngồi đi. Thôi, vậy tôi cùng ngồi luôn ha, chúng ta cùng ngồi ha. Rất xin lỗi, lúc trước đây tôi có phần kiêu ngạo khinh người, mọi người đã không để bụng, giờ còn bênh vực tôi, khiến tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, còn để mọi người coi trọng. Trời ơi bác à, lúc trước đấy hả, nghe bác Thanh Vân và Chí Giang nói còn đâu biết ngay cái tên chép này là cái thứ không ra gì rồi. Điều này cũng không nói nha, nhưng mà bây giờ hắn ta đã làm mất mặt tất cả cánh đàn ông luôn đó, cho nên cũng muốn dạy cho hắn ta một bài học cho bác hả giận đó. Em ủng hộ. Thì đúng là như vậy đó. Gì vậy hả, kêu cậu không được nói mà cậu cứ nói ra hoài, thiệt tình. Không sao đâu à Thủy Sư, rất cảm ơn mọi người đã đứng về phía tôi và đã bênh vực tôi. Jeff cũng giống như vị thần giữ cửa vậy đó, mời tới thì dễ, tiễn đi thì khó. Cuộc hôn nhân này tôi bắt buộc phải xử lý thật khéo. Mọi người không cần lo cho tôi. Nói thật ra thì chúng tôi cũng thất lễ, hiện chủ tịch không được khỏe lắm, mà hai học trò của tôi lại tới đây nói lung tung, khiến cho chủ tịch phải đau lòng thêm. Thật xin lỗi. Anh đừng nói như vậy, anh đã không hận tôi, ngược lại còn giúp đỡ tôi phải cảm ơn mới đúng. Đừng nói vậy mà. Hay là vậy đi. Chúng tôi sẽ làm buổi tiệc này theo đúng lời bà căn dặn nha. Nếu vậy chúng tôi bắt đầu nha. Làm phiền mọi người. Bắt đầu. Dạ. Sư phụ, các món đều đã chuẩn bị xong rồi. Nói thừa, tôi nấu đương nhiên tôi biết đã xong xuôi rồi. Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa? Còn hỏi thầy thì biết hỏi ai bây giờ. Tất cả 9 món, ngay cả thịt kho cũng kho xong rồi, mà không thấy khách đâu nghĩa là sao đây? Đúng đó, giờ mấy món này chắc là để cho bác gái cùng với tên chép đã ăn cả tuần này luôn. Nhưng mà bà chủ cũng đâu có nói là sẽ mời khách đâu. Chủ tịch xin lỗi, không biết khi nào có thể dọn lên bàn được. Thủy sư xin lỗi, vì khách vẫn chưa tới nên chúng ta chờ một chút. Được. Ok,
cái gì? Rốt cuộc em đang tính giở trò gì đây? Em tính mời bao nhiêu khách tới nhà mình? Tôi đã nói với anh rồi, là anh không cần phải hỏi, chỉ chờ ăn là được. Thu Nguyệt. Thu Nguyệt. Chào ông Lâm, chào bà Lâm. Thủy sư. Xin chào. Thu Nguyệt à, con không được khỏe lắm. Ngồi xuống đi, không cần phải đứng dậy hả? Thủy sư, hôm nay thấy cậu ở đây á, thì chắc là Thu Nguyệt mời cậu tới chuẩn bị tiệc à? Dạ. Ồ, vậy sao? Vậy là hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi đó em à. Gì à? Mời hai người ngồi. Ngồi đi. Thưa bà Lâm, mời ngồi. Thu Nguyệt, hôm nay con mời ba chứ gì tới, còn đãi tiệc, không biết có chuyện gì không? Lúc trước đây, trong thời gian con nằm viện, ba và dì đã ra vào chăm sóc, thường xuyên tới thăm nương. Bây giờ con đã ra viện rồi và cũng đỡ hơn, nên con cũng muốn làm một bữa tiệc nhỏ để mời ba và dì ăn một bữa cơm thân mật thay lời cảm ơn. Ba. Chào dì. Thanh Vân. Thanh Vân. Thủy sư, làm phiền anh quá, phải vất vả nhiều rồi. Có gì đâu, đừng có nói vậy mà. Thanh Vân, ngồi đi. Jeff, anh làm sao vậy? Mọi người đều đang ở đây, mà anh bỏ đi đâu đó? Tôi là ông chủ của nhà này, mà bây giờ muốn đi đâu? Chẳng lẽ con phải báo cáo với mọi người sao? Anh yêu! Hôm nay đang có chuyện gì vậy? Nếu cô đã tới rồi, cũng coi như là khách. Ở lại ăn chút cơm đi. Cô đang tính giở trò gì đây? Sao tôi không hiểu gì hết vậy? Anh đừng nôn nóng, chờ một chút khách sẽ tới nữa. Cái gì? Còn khách nào tới nữa? Mẹ, ba, ông nội, bà nội, Thủy sư, có đông đủ mọi người hết. Chí Văn, Mễ Na, ngồi đi. Dạ. Bây giờ có mặt đông đủ mọi người, Thủy sư dọn bàn được rồi. Được rồi. Thưa chủ tịch, các món đã dọn xong, xin mọi người dùng bữa ngon miệng nha. 1, 2, 3. Thưa chủ tịch, chúc ngon miệng. Vất vả rồi. Thủy sư, mấy cô cậu không xa lạ, mọi người cùng ngồi ăn chung luôn để không khí vui hơn ha. Không được đâu thưa chủ tịch, cảm ơn hậu ý của bà nghe. Nhưng mà là đầu bếp và phục vụ như chúng tôi có trách nhiệm chuẩn bị tiệc chu đáo để mọi người được thưởng thức vui vẻ, như vậy là đủ rồi, chúng tôi không chung bàn được ha. Cảm ơn. 1, 2, 3. Thưa chủ tịch, chúc mừng ngon miệng. Vất vả rồi. Thủy sư dạo này khách sáo quá. Nhưng mà Thu Nguyệt à, không biết ngày hôm nay con đã mời mọi người tới đây, còn chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn nữa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ba, hôm nay có dịp cả nhà đều đông đủ, ngồi lại bên nhau ăn một bữa cơm, con cảm thấy rất vui. Vì mới ra viện cho nên con không thể uống rượu, cho nên con xin phép được dùng trà để kính mọi người. Jeff à, rượu này là dùng để uống đó, chứ không phải để ngắm nhìn. Vậy mới đúng chứ. Nhưng mà thời gian này con đã hiểu ra một điều, là cuộc đời cũng giống như một đoàn xe lửa vậy đó. Khi chúng ta ra đời, cha mẹ sẽ dẫn chúng ta lên xe. Thời gian còn thơ dại,
con cứ tưởng cha mẹ sẽ luôn luôn mãi mãi ở bên cạnh mình cho đến cuối con đường, nhưng không ngờ tới lúc nào đó cha mẹ sẽ đột nhiên bước xuống xe. Thu Nguyệt à, bà, đó chính là cuộc đời của con. Cha mẹ của con đã rời xa con từ rất sớm. Tuy rằng con không có anh chị em gì, chỉ có một thân một mình, nhưng con không cô đơn vì con đã có ba, có dì, Thanh Dân và Chí Dân nữa. Đều là những người con yêu thương nhất. Thôi được rồi Thu Nguyệt, con đừng nói thêm nữa. Dì à, xin cho con nói hết. Mỗi một người chúng ta đều đi trên chuyến xe gọi là chuyến xe cuộc đời. Có điều, ở mỗi trạm trên tuyến đường đều sẽ có người đột nhiên xuống xe. Có thể đó là người già, nhưng cũng không chừng lại là người trẻ. Và khi nào chúng ta phải xuống xe thì không có bất cứ người nào có thể dự đoán được. Thu Nguyệt, Thanh Dân à, cảm ơn anh đã cho em một khoảng thời gian hạnh phúc. Tuy em đã có thái độ không tốt lắm, nhưng mà rất cảm ơn anh đã không so đo với em. Mẹ ơi, tại sao lại nói những chuyện đau lòng vào một dịp đang vui vẻ như vậy chứ? Thôi đi thôi đi, tôi thật sự không hiểu cả nhà đang giở trò gì đây nữa. Tôi không muốn nghe gì hết, cũng không muốn nói. Cả ba món nào cũng ngon, mời mọi người dùng tự nhiên ha. Em yêu, chúng ta lên lầu thôi. Jeff, tôi vẫn chưa nói hết kia mà, sao anh vội vàng bỏ đi vậy? Chi Văn, mẹ hỏi con yêu mẹ Na không? Mẹ Na, con có yêu Chi Văn không? Vậy thì tốt. Nếu cả hai đứa đã thật lòng yêu nhau, nên chọn một ngày càng sớm càng tốt, tổ chức hôn lễ, kêu ba của con và bà nội của con lo cho tụi con. Vì mẹ muốn được tận mắt nhìn thấy hôn lễ của hai con. Dạ, con và Mễ Na sẽ mau chóng tổ chức hôn lễ. Nói từ nãy tới giờ thì ra cô kêu mọi người tới là muốn nhờ người ta lo giùm chuyện cưới vợ cho Chí Văn. Vậy mà cô kêu chúng tôi ngồi lại đây để làm gì? Rõ ràng cô muốn chơi quê tôi mà. Sao anh lại nói như vậy? Anh đừng quên một điều, anh vẫn là chồng của tôi. Mừng chuyện hôn nhân của con trai tôi thì thiết nghĩ đây là chuyện anh nên làm. Tốt lắm, tốt lắm. Vậy thì ngày hôm nay, trước mặt đông đủ mọi người, cô tuyên bố con trai cô kết hôn. Vậy là được rồi. Còn bây giờ tôi cũng tuyên bố trước mặt mọi người, hai chúng ta ly hôn. Anh muốn ly hôn? Được. Vậy thì anh bỏ hết tất cả cổ phần của công ty đi, tôi sẽ đồng ý. Không bao giờ, không thể. Nếu vậy thì xin lỗi. Tuy rằng chúng ta đã kết hôn ở Mỹ, nhưng bây giờ chúng ta đang ở Đài Loan. Pháp luật của Mỹ và Đài Loan không giống nhau. Vậy thì chúng ta hãy đưa nhau ra tòa để coi cuối cùng ai sẽ là người thắng. Cô, phải làm sao đây? Anh cũng đã nghe rồi đó, anh không thể nào đưa bà ta qua Mỹ để ly hôn, có đúng không? Em yêu à, em yên tâm đi. Lúc ở bên Mỹ anh đã đưa đơn xin ly hôn rồi. Tài sản của hai người thì vẫn là tài sản chung. Bà ta muốn lấy phần của anh đâu phải chuyện đơn giản. Đó là chuyện không thể nào được. Lúc nãy chẳng qua là bà ta muốn chọc tức anh trước mặt mọi người thôi. Em cứ bình tĩnh mà coi. Coi tiếp theo đây anh sẽ đối phó ra sao.
Thu Nguyệt, hôm nay con mời mọi người tới, hóa ra là vì chuyện kết hôn của Chí Giang và Mỹ Na. Như vậy cũng tốt. Hey, thật ra được nhìn thấy đứa cháu cưng Chí Giang cưới vợ sinh con đối với bà là một niềm hạnh phúc lớn, không còn gì bằng hết. Thu Nguyệt à, cảm ơn con. Ba đừng nói như vậy. Đương nhiên là con mong được mau mau nhìn thấy hôn lễ của Chí Văn và Mễ Na. Nhưng mà con vẫn phải tôn trọng ý kiến của hai đứa. Chí Văn, Mễ Na, cả mẹ và ông nội bà nội đều nói như vậy rồi. Đừng quan tâm lúc nãy có phải hai người diễn kịch trước mặt của chép hay không. Bây giờ đều là người một nhà rồi. Cậu nên nói ra những suy nghĩ thật lòng đi. Cho mọi người cùng biết như vậy mới là tốt nhất, có phải như không nè? Bây giờ ông nội bà nội của con và cả ba mẹ đều có mặt ở đây rồi, cũng chúc phúc cho con. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy mau tổ chức lễ cưới đi hả? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đã làm nhân chứng cho hai chúng con. Mỹ Na, không biết là anh có đủ diễm phúc đi cưới em hay không hả? Đồng ý đi. Em đồng ý. Hey, vậy là tốt rồi. Chí Văn, Mễ Na, cả ông nội và bà nội đều rất mong được sớm uống rượu mừng của con đó nghe. Đúng vậy, hai đứa tụi con dự tính khi nào kết hôn đi? Đương nhiên càng sớm càng tốt rồi. Thu Nguyệt à, sức khỏe của em có ổn không đó? Yên tâm đi, em không có sao đâu. À phải rồi, điều tất nhiên là càng sớm càng tốt rồi đúng không? Nếu vậy á, hai đứa con có tính ở đâu là thích hợp nhất để tổ chức lễ cưới cho hai đứa nhỏ hay không? Ba, để Thu Nguyệt quyết định là được rồi. À hả. Ê Chí Văn à, tôi thấy hay là như vậy đi. Tiệc cưới của hai người á, tổ chức ở quán chúng tôi đi. Như vậy thầy của tôi cũng dễ dàng chuẩn bị chú đáo hơn, có đúng không? Trời ơi, con nói cái gì vậy? Người ta rất giàu có, khi muốn tổ chức lễ cưới, người giàu có thường làm ở nhà hàng năm sao, và đều cỡ 200-300 bàn luôn. Quán chúng ta bằng cái lỗ mũi, hai người ngồi còn chật kín luôn, còn đừng có ở đó nói lung tung. À Thủy Sư, buổi tiệc cưới lần này tôi dự tính là chỉ mời họ hàng và vài người bạn thân tới, chứ không tổ chức linh đình. Chỗ quán anh là được rồi. Tới lúc đó chắc là phiền anh chuẩn bị giùm. Thật vậy sao? Vậy ngại quá. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt. Được. Thưa chủ tịch nghỉ ngơi sớm. Mỹ Na, ngồi đi. Không còn bao lâu nữa con và Chí Văn sẽ kết hôn với nhau. Tại sao tới giờ vẫn còn kêu lại chủ tịch vậy chứ? Nên sửa lại đi. Anh... Mẹ. Được nghe con kêu bằng một tiếng mẹ, mẹ cảm thấy rất vui. Thưa chủ tịch, mẹ. Có chuyện gì vậy? Con muốn được hỏi một điều, là tại sao mẹ lại rất nôn nóng muốn tác thành con và Chí Văn vậy? Không có gì, mẹ chỉ nghĩ trong lúc sức khỏe của mình vẫn còn khá ổn, nếu được nhìn thấy con trai của mình kết hôn với người nó yêu thương luôn là tâm nguyện của bất cứ người mẹ nào mà. Bây giờ tình trạng sức khỏe của mẹ vẫn chưa hồi phục, chuyện con và Chí Văn đâu nỡ nào để mẹ phải lo chuyện hôn lễ của tụi con. Lúc trước đây chẳng phải con luôn mong muốn được làm dâu nhà họ Lâm sao? Bây giờ được mẹ tác thành, sao con lại có vẻ không được vui, mà lại còn tỏ ra chần chừ và lo lắng về chuyện này? Chẳng lẽ là con lo chuyện giữa mẹ và Chép sẽ ảnh hưởng tới chuyện Chí Văn kế thừa tài sản, sau khi lấy nó con sẽ chịu khổ sao? Nếu như là trước đây mẹ có thể nghi ngờ con như vậy, con cũng không nói gì. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ của con đã thay đổi,
con không còn mong muốn lấy được người giàu có. Và bây giờ con đã độc lập về kinh tế rồi, Chí Văn cũng như vậy. Cho dù mẹ không để lại toàn bộ tài sản cho Chí Văn thì cũng không sao hết. Nếu thật sự như vậy thì tại sao mẹ kêu con kết hôn sớm, con lại tỏ ra không vui? Mẹ hỏi như vậy sao con không trả lời? Mẹ, có phải thật sự có chuyện gì đó mẹ giấu mọi người không? Làm gì có chứ. Nếu như không có, con và Chí Văn vẫn còn trẻ, mẹ đâu cần phải hối thúc tụi con kết hôn sớm làm gì. Mẹ sợ không còn kịp nữa. Mẹ nói vậy là sao? Thật ra chuyện này vẫn chưa có ai biết. Thời gian của mẹ không được bao lâu nữa. Mẹ không mong muốn Thanh Vân và Chí Văn phải lo lắng về chuyện của mẹ, và càng không mong muốn tên đốn mặt chép kia được đục nước béo cò. Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung như vậy nữa. Và không được dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Phải thật mạnh mẽ để chống chọi với số phận. Mẹ hãy vì những người mẹ yêu thương, những người yêu thương mẹ. Mẹ tuyệt đối không được chịu thua đâu. Mẹ cũng muốn như vậy, nhưng mà bác sĩ đã phán tội tử cho mẹ. Cho dù mẹ có gượng sống tiếp đi nữa thì phải tiếp tục gánh chịu sự giày vò của bệnh tật. Tới lúc đó cho dù mẹ vẫn còn đang sống, nhưng có vui vẻ gì đâu. Như vậy chẳng phải còn khổ hơn hay sao? Mẹ, trong thời gian mẹ còn có thể chống chọi được, con hãy giúp cho mẹ, cho mẹ được làm chủ hôn trong ngày cưới của tụi con. Điều đó có được không? Dạ được, con hứa với mẹ. Còn nữa, bệnh tình của mẹ con tuyệt đối không được nói cho người nào biết, mà nhất là Chi Văn và Thanh Vân. Con tuyệt đối không được nói cho họ nghe, biết chưa? Nhưng mà con nhất định phải hứa với mẹ đó. Con đã lau sạch chén dĩa rồi có phải không? Dạ dạ, con lau sạch rồi. Ê Mỹ Na nè, tôi ôi trời, chuyện gì vậy hả? Sao buồn hiu mắt lại đỏ que, có chuyện gì hay sao? Đâu có gì đâu, không có gì hết, tôi chỉ thấy thương chủ tịch thôi. Mỹ Na, mẹ thế nào rồi em? Chắc là vì mệt quá nên vừa vô phòng là mẹ ngủ ngay. Mới đỡ bệnh chưa bao lâu nên để cho mẹ nghỉ ngơi nhiều. Chí Văn, Mỹ Na, chúc mừng nghe. Cảm ơn. Tôi cũng biết mọi người đều mong muốn tôi và Mỹ Na mau chóng kết hôn, nhưng mà tình trạng sức khỏe của mẹ tôi khiến tôi thật sự không thể vui nổi. Em cũng như vậy. Riêng tôi thì thấy hai người đừng nên nghĩ như vậy. Chẳng phải có người đã nói là nếu như hai người tổ chức lễ cưới sớm hơn một chút, không chừng sẽ khiến bác gái thấy vui hơn, và nhờ vậy hồi phục nhanh hơn sao? Đúng rồi đó, tôi cũng nghe nói như vậy. Tôi nghĩ hai người nên làm lễ cưới sớm đi ha. Thành ý của mọi người tôi xin ghi nhận và rất cảm động. Nhưng mà lúc nãy mọi người cũng thấy rồi đó, cái tên vô liêm sỉ kia còn trơ trẽn dẫn một cô gái khác về nhà. Mẹ tôi vẫn còn ở trong căn nhà này mà. Còn nữa, hắn còn tuyên bố với mọi người là sẽ ly hôn với mẹ của tôi. Tình cảnh đó làm sao mà tôi nhịn cho được. Nói thật ra đây là chuyện riêng của gia đình cậu, đáng lý tôi không nên có ý kiến gì. Nhưng mà nói tới tên chép, ngay cả tôi cũng muốn cho hắn một trận nữa thiệt là. Nhưng bất kể gia đình cậu xử lý ra sao thì cũng cần tìm cách nào đó để đòi lại tất cả tài sản. Và trước khi hành động điều gì cũng phải chú ý sức khỏe của mẹ cậu đó. Tôi biết rồi.
À, Thủy Sư, rất cảm ơn anh đã giúp chúng tôi. Đây là chi phí. Ây, không cần đâu. Hôm nay rất vui, lại nghe được tin hai người kết hôn rồi. Không cần. Không được đâu, chú nhất định phải nhận. Chứ nếu không thì mai mốt đám cưới của tôi đâu dám nhờ chú nữa. Anh nhận đi. Tôi đã nói là không nhận rồi mà. Không nhận. Thiệt là cứ đưa tôi hoài à. Thiệt ngại ghê luôn á. Cái gì đâu, thiệt tình. Nhận gì? Thu Nguyệt là một đứa rất thông minh, tại sao lại để cho thằng đó lừa ngay trước mắt như vậy? Vì Thu Nguyệt muốn chứng minh không phải nó không có ai thương, và muốn trả thù Thanh Vân, nên cứ tưởng đã tìm được một người tốt với mình. Nhưng không ngờ đó là một người hại mình. Thu Nguyệt này thiệt là khờ. Đều là do con hết. Nếu như không vì con thì ngày nay Thu Nguyệt đâu có dựng số về nhà như vậy. Con đừng có nói như vậy. Lúc con còn là chồng của con bé Thu Nguyệt á, con đã làm tròn bổn phận và cũng rất yêu thương vợ mình. Hơn nữa trong khoảng thời gian con với danh nghĩa là người chồng trước và một người cha, con cũng đã chăm sóc Thu Nguyệt hết sức tận tình chu đáo rồi. Như vậy là đã trọn tình trọn nghĩa lắm rồi. Bây giờ Thu Nguyệt phải tới nông nỗi này hoàn toàn là do lòng ghen tị và ý chí muốn trả thù mà gây ra. Con đã hết lòng hết dạ rồi thì không cần tự trách mình nữa. Ba Thanh Vân à, chắc con cũng từng nghe câu một người đáng thương cũng có điểm đáng để hận đó. Con không đành nói những lời làm Thu Nguyệt tổn thương, đó là vì con quá hiền lành. Với tình hình của Thu Nguyệt bây giờ, ngoài việc cho nó sự ấm áp và lời động viên an ủi, những cái khác ba nghĩ là con đã làm đủ lắm rồi. Đúng rồi, trước đây lúc Thu Nguyệt đang thời quanh liệt, nó đã đối xử với chúng ta ra sao? Bây giờ chúng ta lại cư xử với Thu Nguyệt như là người thân, nó không còn gì để hận nữa. Bà, dì, chuyện không phải như vậy đâu. Vậy thì như thế nào? Bà không biết đó thôi. Jeff không đủ khả năng điều hành công ty, nên bây giờ toàn bộ công ty đang trên bờ phá sản đó. Có chuyện đó thật sao?